chào các bạn. Xin chào mấy các bạn. Bonjour chú Limon, hai chồng Nga xin chào ông bà cô dì chú bác anh chị em và các bạn. Hôm nay hai chồng Nga tới nhà của người bạn các bạn, sinh nhật của con gái ha, hai đứa con gái sinh đôi rất là dễ thương đẹp các bạn. Hai chồng Nga tới đây dự sinh nhật. Rồi hai chồng có cái gì vui, ăn có cái gì ngon rồi hai chồng Nga cũng chia sẻ các bạn xem để giải trí ha các bạn ha. Mời các bạn đi theo hai chồng Nga tới đây để dự sinh nhật nha. Bonjour mes chers amis, aujourd'hui là nous sommes de sortie à Mourens, à côté de Pau là, là où nous sommes invités au restaurant Minh Phương pour un anniversaire de leurs enfants, c'est des petites jumelles en qui ont maintenant voilà. Ah, nous allons vous montrer tout ça, la journée de l'anniversaire où il y aura des manifestations, surtout le karaoké, tout ça. Hein? Et puis nous allons vous montrer ce que nous allons manger. Voilà, allez, profitez-en. Oui, mời các bạn nha. Hai chồng Nga, mời các bạn tiếp tục coi tập 2 của video này nha các bạn. Tại vì có nhiều cái bài hát karaoke rất là hay các bạn. Nga chia ra làm hai phần ha các bạn xem thưởng thức ha các bạn ha, giải trí cho vui nha các bạn. Hai đứa sinh đôi các bạn, hai đứa con gái sinh đôi nha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khỏe nha. Còn cái đàn hơi rất là cao nha, cài bánh nó hay ha các bạn ha. Cái này là những người cài giống cái tuổi khu ở bên Pháp đó các bạn. Đời.
cho anh xin một đêm trăng vui, tìm góc cánh to càng năm xưa tận tâm hết trong niềm yêu. Cho tình ta em ta.
đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào các bạn, hai chồng Nga ăn sinh nhật hai cháu gái con của người bạn mới về tới nhà các bạn. Hôm nay phải nói là ngày dự sinh nhật của hai cháu gái rất là vui các bạn. Gặp một số bạn bè rất là đông nha các bạn, mà nhiều món ngon lắm các bạn. Vợ chồng của người bạn làm những cái món buffet, những cái món ăn tráng miệng rất là vừa miệng mà ngon lắm nha các bạn. Ăn buổi trưa xong cái tiếp tục ca hát karaoke, rồi đến buổi chiều ăn thêm cạn chập buổi chiều nữa các bạn, rồi chiều tối rồi mới về tới nhà. Coi như hôm nay ăn sinh nhật là ăn cả buổi trưa rồi buổi chiều các bạn. Bạn bè gặp với nhau, lâu ngày gặp với nhau rồi tâm sự rồi nói chuyện rất là vui vẻ ha các bạn ha. Nga cũng xin lỗi, xin phép các bạn ha, tại vì cái video nó dài quá thì Nga phải chia làm hai phần giống như hai tập đó các bạn. Tập 1 thì Nga đã đem đăng lên YouTube rồi, còn cái này tập 2 rồi. Hai chồng Nga cũng mời các bạn tiếp tục xem cái phần 2 karaoke này ha các bạn ha. Giống như xem các bạn giải trí cho vui ha các bạn ha. Đến đây hai chồng Nga tạm dừng cái video này nha các bạn. Hai chồng Nga cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hai chồng Nga cầu chúc cho ông bà cô dì chú bác anh chị em và các bạn ngày bình an hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Merci beaucoup tout le monde, bon santé tout le monde, au revoir, à bientôt, bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, au revoir, bisous.